Xin chào mọi người nha. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi trải nghiệm trong rừng, đi tìm sâm ô linh. Rồi, giờ thì xin mời mọi người cùng đi theo mình nha. Đâu có không? Môi luôn, môi luôn hả? Không, chừa cái tim coi thử. Nè, để chừa tim kêu lên chụp mà. Đu. Cái tim như vậy nè, là cũng bự cũng đẹp Đây. nè. Đây là cái tim của Sam Molin nha mọi người. Nó dài xuống dưới. Đào qua đây nè, thấy cái cũ không? Trời ơi, cái cũ bự kìa. Đâu nãy bên đây tim bự nữa đâu, không kêu ra. Rồi, tao ơi. Con này nó có cũ hay nó nhiều cũ ta? Bên đây thử coi. Rồi cũng đã ớn không? Bên đó một nồi cũ lớn lớn liệu non. Sáng sớm có gì ăn thấy gặp bánh mì. Rồi Đã được ớn cũ rồi à. bên đây. Còn cũ nào Còn còn cái chùm tim đó là còn cũ nữa đó. Ngon không mẹ? Coi chừng cái tim nó đi qua đây sao nè. Chưa chưa lạnh. Lên tim đây Còn kìa. tim. Đây. Cộp động rồi. Đây rẽ cho. Ơi xong rớt ra luôn rồi. Chứ bất phục rồi. Xong sập kìa. Lấy củ bự kìa, còn củ bự kìa. Được rồi, tháng này mà. Cũng đẹp lớn không Kệ nó. Cũng đẹp lắm mà nó. Đây chụp đây luôn. Chụp củ quá à. Chụp con củ bự đó đó. Củ bự vẫn bài củ nhỏ à. Bên đây cũng nhỏ nhỏ bỏ quá trời luôn. Cái này cái vỏ không à tụi mày. Ừ thì nó nói cũng non mà. Thì dục cái cũ lại đi. Cho mốt mấy. Tìm già đấy mấy cái tim cái chỗ đẹp cái đây là bỏ lóc lại luôn. Ồ, được củ bự. Hai củ. Bánh nó luôn. Ủa cái này nó không có lên cái sừng rơi mà nó cũng khó hết Đó, ta. nó lên sừng nó gãy rồi. Ừ, sao cũng lên sập Cũng dữ ta. non mà. Nó cũng non. Ở đây mình tìm thấy một cái ổ mối có mấy cái tim nữa nha mọi người. Nhỏ dữ ha, khó thấy quá ha. Cũng này anh thử. Tao thử cái này, đây có con tim nhỏ nữa nè. Cái này mới bự nè. Phải không? Ừ, đúng rồi đó. Này nè. Ủa cục này hơn nhiều quá nha. Tới bên kia luôn kìa. Thôi thôi kệ nó. Nó. Ê, từ 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 từ. Sắc gì vậy? Một từng... cây. Okay. Trời tưởng nó trái bơm. Chứ bơm cái má nhìn không ra à. Này rồi, chạy xuống dưới. Chạy dưới quá trời. Đào đứng thôi mấy anh, đào cho. Tịch đào cho nó tống ra mọi người. Con cũ. Đứng không? Bóp nhẹ thôi, bóp được, nhẹ thôi. Được. Cũ đầu tiên rồi mọi người. Trong cái ổ mới. Nè mấy cái tim này đi đâu rồi? Chạy xuống dưới đây nữa nè. Trời ơi, quá trời luôn mà sao không có cũ. Đây nè, nó đó. Sắn bể luôn rồi. Vậy là coi chừng rớt dưới đất rồi đó. Đó, kìa 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 quá trời kìa. Quay vô coi có teo toàn teo không? Cứng. Nó được được. Ổ này nhiều nè. Đủ cứng được. Cứng. Cái góc nó cái hình coi đụng. Từ từ đào để hồi lắp hết á. Coi dưới đó có không, chừng lắp lên.
phía bên kia mới nhiều, phía này này cũng được. Ờ, nó có tim của táo bên đây luôn nè, nè cái tim nè đó. Ừ, ừ. Này là rứa gù nó mới này nó rụng tim hết rồi. Rụng tim mà không có củ. Củ nhỏ nhỏ không? Chưa biết. Đây mình đào được ụt nữa mọi người. Đào láng ra vẫn có. Nhiều không? Tô. Ngon. Tô. Cứng không? Ừ, nhát không? Ngon lành. Cây ngỗ nó mối nha mọi người. Để dẹp sơ sơ ra. Này, này búp luôn á, dừa luôn á. Ngon. Này được mới luôn. Sao nó không mọc con chùm mà nó mọc lẻ tẻ dữ ta. Trời ơi. Cái này nó ngon nè, này dừa luôn. Nhổ đi, nhổ đi, nhổ đi rồi chừng nào. Ê, cái từ từ cái chân nó sâu lắm. Sâu gì nè? Thì chân sâu dưới đó. Lắm đầu gỉ lên chứ gì đâu. Ừ, nay 4 5 cái luôn đã không? Sao không thơm nhiệt thoải mái không ta? Gì? Có chứ gì? Mang vô. Để vài bữa nó lên nữa biết cái gì. Cái này nhổ chưa? Nó đâu mất tiêu hết rồi. Lấy bọc. Mình mới nha bà con. Có dòng dòng hầm bơm này nữa rồi. Nó dài ra tới hầm bơm nữa. Ừ. Đi chân đó. Ở đâu? Hôm nay về được như đây anh em. Nó mối. Vô hai ổ mà được như đây. Hôm nay được con củ bự.